Chào mừng quý vị đến với bản tin FBNC tối ngày hôm nay 25 tháng 5. Tôi là Phi Yến và ngay sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật. <laughs> Kiểm toán nhà nước nhận định điều chỉnh giá điện chưa sát thực tiễn. Tồn kho đường kỷ lục chủ yếu do đường lậu. Việt Nam họp báo tại Tây Ban Nha để thông tin về cá trà. thưa quý vị cơ chế điều chỉnh giá bán điện giai đoạn 2014-2016 tại tập đoàn điện lực Việt Nam EVN và một số bộ ngành liên quan chưa sát với thực tiễn biến động đây là nhận định được kiểm toán nhà nước đưa ra trong báo cáo trình Quốc hội mới đây kiểm toán nhà nước cho biết kết quả kiểm toán chuyên đề về việc xác định giá và công khai giá bán điện giai đoạn 2014-2016 tại EVN bộ Công Thương bộ Tài chính và các cơ quan đơn vị có liên quan cho thấy một số quy định hướng dẫn cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện chưa rõ ràng chưa sát với thực tiễn dẫn đến khó khăn vướng mắt trong tổ chức thực hiện. Cụ thể định nghĩa về giá bán lẻ điện bình quân và giá bán điện bình quân cơ sở chưa rõ ràng. Quy định về tần suất và mức điều chỉnh giá bán điện bình quân giữa hai lần liên tiếp chưa sát với thực tiễn biến động. Quy định mức điều chỉnh giá còn lệ thuộc vào mức độ ảnh hưởng đến kinh tế xã hội và điều hành vĩ mô, an sinh xã hội nên chưa phản ánh đúng thực tiễn biến động của chi phí, giá thành. Một số khoản chi phí của EVN hoặc khoản thu khác chưa được phản ánh đầy đủ trong phương án giá điện. Ngoài ra, theo cơ quan kiểm toán, có một số thiếu sót trong quản lý doanh thu, chi phí, giá thành điện cần được chấn chỉnh và khắc phục. Cũng trong báo cáo trình Quốc hội, kiểm toán nhà nước đã đề cập đến quá trình đầu tư công tác quản lý các dự án BOT. Sau khi xem xét tài chính, kiểm toán đã kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn của 27 dự án so với phương án tài chính ban đầu, tổng cộng 107,4 năm. Trong số dự án dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn km 1488 đến km 1525 thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa được đề nghị giảm thời gian thu phí nhiều nhất với hơn 13 năm. Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh quốc lộ 14 đoạn thuộc tỉnh Đắk Nông giảm hơn 12 năm thu phí. Dự án xây dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào khu công nghiệp Phú Hữu quận 9 thành phố Hồ Chí Minh giảm 11 năm dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh quốc lộ 14 đoạn từ cầu 38 đến thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước giảm gần 8 năm. Dự án công trình cải tạo nâng cấp quốc lộ 19 thuộc trên địa phận tỉnh Bình Định và tỉnh Gia Lai giảm 7 năm 6 tháng. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã công bố điều chỉnh hợp đồng 21 dự án BOT sau khi có thỏa thuận quyết toán từng phần hoặc toàn bộ giai đoạn xây dựng, gồm 19 dự án đường bộ và 2 dự án hàng hải. Trong 19 dự án đường bộ, có 13 trường hợp được giảm thời gian thu phí, tổng cộng là 92 năm 3 tháng. 4 dự án điều chỉnh tăng thời gian 24 năm năm tháng. Mặc dù chưa kết thúc niên vụ mía đường 2016-2017, nhưng lượng đường tồn kho tính đến thời điểm hiện tại đã lên đến gần 750.000 tấn, chiếm đến hơn 50% lượng đường sản xuất ra. Đây là năm có lượng đường tồn kho cao nhất so với cùng kỳ các năm gần đây, theo Hiệp hội Mía đường. Tại hội nghị giải pháp tiêu thụ đường bền vững diễn ra vào chiều ngày 24 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ông Phạm Quốc Doanh, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường cho biết, lượng đường tồn kho tính đến ngày 19 tháng 5 2017 đã sắp xỉ 750.000 tấn. Đây là con số tồn kho kỷ lục từ trước đến nay của ngành mía đường Việt Nam. Lý giải nguyên nhân tồn kho đường kỷ lục, đại diện hiệp hội cho biết là do ảnh hưởng của thời tiết khiến các nhà máy đường vào vụ ép chậm hơn so với kế hoạch, dẫn đến sản lượng dồn nhiều vào cuối vụ, lượng đường tồn kho đầu niên vụ cao. Tuy nhiên, nguyên nhân chính theo hiệp hội vẫn là do lượng đường nhập lậu về Việt Nam tăng đột biến trong những tháng đầu năm nay là sau khi cái vụ tỷ đường mà bị triệt phá năm 2014 ấy, thế và dần dần các cái đầu nậu nó bắt đầu chấp mối trở lại. Thế và như vậy thì nó bắt đầu hoạt động mạnh hơn và nó phát triển ra cả địa bàn mở rộng cả địa bàn hơn. Không chỉ là bên giới Tây Nam mà kể cả ra là các cái cửa khẩu ở dọc miền Trung và Tây Nguyên và thậm chí là cả đường tạm nhập tái xuất ở cảng biển phía Bắc. Cho nên cái lượng đường nhập lậu năm nay nó vào nhiều hơn so với lại thì các năm trước. Theo Hiệp hội Mía đường, trung bình mỗi năm lượng đường nhập lậu qua biên giới và qua hành vi gian lận lợi dụng kẻ hở chính sách tạm nhập tái xuất là khoảng 300 đến 400 000 tấn. Nhưng đến thời điểm hiện tại, chưa đến nửa năm 2017, con số này ước tính đã cán mốc 400 000 tấn. Hiện giá bán buôn đường nhập lậu của Thái Lan thấp hơn đường sản xuất trong nước khoảng 1 đến 2 000 đồng 1 kg. Giải quyết khó khăn trước mắt, Ngoài kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường chống đường lậu, hiệp hội cho biết các doanh nghiệp đang tính toán giảm lợi nhuận để giảm giá bán đường, giải phóng lượng tồn kho. Về lâu dài sẽ thực hiện tái cơ cấu toàn ngành từ khâu sản xuất đến tiêu thụ để giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh cho đường trong nước. Theo thông tin từ thông tấn xã Việt Nam, hôm qua thì Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đã chủ trì buổi họp báo ở Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha để thông tin về tình hình sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu cá trà của Việt Nam. Tham dự buổi họp báo của đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và VASEP, một số phóng viên báo chí nước sở tại và doanh nghiệp của cả hai nước. Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Cao Quốc Hương nhấn mạnh, trong thời gian qua, có một số phóng sự, bài báo chưa phản ánh đầy đủ cũng như thông tin chưa chính xác về tình hình nuôi trồng, sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu cá tra của Việt Nam. Điều này đã ảnh hưởng phần nào đến niềm tin của người tiêu dùng Tây Ban Nha và uy tín của các nhà cung cấp cá tra Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng cho biết cá tra của Việt Nam hiện nay đang được xuất khẩu đến trên 160 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, với kim ngạch đạt khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ và rất được người dân các nước ưa chuộng. Cá tra Việt Nam muốn xuất khẩu vào EU cũng phải tuân thủ các quy định kiểm tra của EU. Hồi đầu năm nay, kênh truyền hình Quatro của Tây Ban Nha đã đăng tải một đoạn phóng sự phản ánh không đúng về tình hình sản xuất cá tra tại Việt Nam. Vụ việc đã khiến tập đoàn bán lẻ lớn nhất của châu Âu là Carrefour ngừng bán cá tra trong toàn hệ thống. Một số trường học ở Tây Ban Nha cũng từ chối tiêu thụ cá tra Việt Nam. và chương mục mỗi ngày một con số hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến con số 16% thưa quý vị đây là tỷ lệ lao động cho biết là thu nhập có dư theo khảo sát vừa công bố bởi tổng liên đoàn lao động Việt Nam viện công nhân và công đoàn thuộc tổng liên đoàn lao động Việt Nam vừa công bố kết quả khảo sát về tiền lương thời gian làm thêm khảo sát này được thực hiện từ tháng 3 tháng 4 2017 trên 2.500 lao động đang làm việc tại 90 doanh nghiệp hoạt động trong 3 ngành là công thương, nông nghiệp và khai khoáng trên cả nước. Theo kết quả khảo sát, thì có tới gần 33% lao động được khảo sát cho biết thu nhập của họ thấp, phải chi tiêu tặng tiện, sống kham khổ. 12% trong số này cho biết thu nhập và tiền lương không đủ sống và phải làm thêm. Và chỉ có 16% là thu nhập có dư, chủ yếu là công nhân mỏ, khai khoáng. Số lao động thu nhập có dư này cho biết sau 5-7 năm làm việc, họ có thể tiết kiệm tiền để mua được một căn nhà ở quê. Mặc dù có tới gần 50% lao động trả lời là không muốn làm thêm giờ, nhưng vì thu nhập thấp, nhiều lao động buộc phải tăng ca làm thêm giờ. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật sẽ được phát trong phần tiếp theo của chương trình. Philippines kiên quyết chống lại lực lượng binh sĩ có liên hệ chặt chẽ với IS. đài loan ủng hộ hôn nhân đồng giới